Tibusan
Hôm nay lại một ngày nữa chúng ta đặc biệt trong thời đại dịch Corona. Và hôm nay thì thưa quý vị, chúng ta nội dung đó là chúng ta giữ tinh thần như thế nào được tốt một khi mà chúng ta bị cách ly, bị cô lập. Dường như chi suốt trong 2-3 tuần lễ vừa qua, nước Mỹ đã lựa chọn một cái phương cách để đối phó với dịch bệnh tương đối là giống với ông Châu, rồi khác với Á Châu. Đó là đưa ra lời kêu gọi mọi người nên ở một những khoảng cách, nhưng mà hoàn toàn không có một cái sự áp dụng nghiêm ngặt nào như trường hợp ở Vũ Hán hay là ở Ý trong thời gian gần đây. Kết quả là Corona đã hoành hành một cái dữ dội, đưa Hoa Kỳ trở thành quốc gia có số người lây nhiễm lớn nhất trên thế giới, vượt qua khỏi con số chính thức của Trung Quốc. Và với cái đà thì vị Bộ trưởng Y tế của Hoa Kỳ cũng tuyên bố rằng từ đây tới 3 tuần nữa là thời gian tệ hại nhất. Chúng ta sẽ không thấy con số dừng lại ở 100.000 như ngày hôm nay, mà có thể tới hàng mấy triệu người bị lây nhiễm. Và cũng theo các chuyên gia thì một khi sự lây nhiễm đã quá lan rộng, người ta bắt buộc phải sử dụng tới plan B, tức là việc hạn chế đi lại không còn là lời kêu gọi tự giác nữa. Và lúc bây giờ người ta bắt buộc là phải sử dụng cảnh sát của quân đội để mọi người nghiêm chỉnh chấp hành, không rời khỏi nhà ở một chỗ. Và hầu hết ngoại trường những gì rất là cần thiết như là về điện nước, bệnh viện, y tế v.v. hầu hết tất cả bình thường, mua bán không phải là nhu yếu khẩn cấp đều phải đóng cửa để lại sự lây lan của dịch bệnh, giống như là ở Ý, ở Tây Ban Nha mà chúng ta thấy hiện nay. Thì thứ vì dĩ nhiên là một quốc gia đến sau ở trong cái giai đoạn bệnh dịch hoành hành thì đã đi sau ông Châu và cái đi sau Trung Quốc trước đó. Chúng ta được nghe rất là nhiều những kinh nghiệm chia sẻ từ những người sống cách ly. Cái khả năng mà sống cách ly một cách an lạc, sống cách ly mà tinh thần không bị suy sụp,
Đó là một trong những chìa khóa rất là quan trọng. Có những người về từ Vũ Hán sau khi bị cách ly được 2 tháng. Có những người ở bên Ý, họ kể lại những cái kinh nghiệm rất là đau thương khi mà sống ở trong một căn nhà chật chội cùng với người thân bị lây nhiễm. Thứ vì một lần nữa chúng ta trở lại cái giá trị của đời sống tinh thần và tự đặt câu hỏi là trong những trường hợp như vậy chúng ta nên làm gì. Thì hôm nay chúng tôi giới thiệu quý vị một bài đọc. Bài này của Sư Tòa Khanh Tư Sĩ Giác Nguyên. Bài này viết về một đề tài mà có vẻ như không có liên hệ gì với chúng ta hết. Nhưng mà thưa quý vị, qua đó cho chúng ta thấy rằng và góc cạnh nào đó thì tương đối rất là thật, như là những dòng thơ cũng rất là ngắn, giả là rất là đơn giản thiên nhiên và ngắn hài cũng là gì ạ? Chúng ta khó từ chúng ta nghĩ để gì rất là khéo thơ hài ngoài nó còn có bạn thì xin đặc biệt nhờ hoặc giả là cô Lan Nhị Nguyệt hay là Sư Nguyên Thông, nếu có thể đọc được xin hoan hỷ đọc cho bài hôm nay. Bây giờ thì xin được cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh hướng dẫn đại chúng lễ tam bảo và cầu nguyện. Sau phần lễ tam bảo thì chúng ta sẽ đi vào nội dung của chương trình hôm nay. Kính thưa Thượng Tọa Minh Hạnh. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 nhận phẩm tặng phẩm kính lễ là phước điều thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Pháp, nguyện cầu quý đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý đức Tăng Bảo, xin tạo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hộ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chức đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành sanh. Xin thiền từ đầu mình hạnh kính bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, rất là nhiều câu chuyện
được ghi lại từ những người sống ở trong những vùng cách ly. Chúng ta nói cách ly là nghĩa là cách ly, có nghĩa là quân đội và cảnh sát chặn các đảo đường. Như trường hợp ở tại Vũ Hán thì có những gia đình mỗi 3 ngày người ta cho một người đi ra bên ngoài để đi mua những thực phẩm dùng cần thiết, đi rất gần đến điểm thuốc tây, điểm thuốc hay là siêu thị, nhanh chóng trở về nhà. Một khi mà đại dịch bùng phát, lây lan nhanh chóng, không còn có sự lựa chọn nào khác là bằng mọi cách làm thế nào để có thể sống một mình. Các nhà mà chúng ta thường quen gọi là tổ ấm, có thể trước kia đó là một nơi mà chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc, đó là một thất nhà, một thế giới riêng của mình. Bây giờ bỗng nhiên căn nhà đó trở thành nhà tù, một nơi rất là đơn giản, không có nhiều điều thích thú, cũng như những người họ về nhà không biết phải làm gì, chạy ra ngoài đường, ra quán cà phê, chạy chỗ này chỗ kia, họ không được chạy đó đi nữa, họ bắt buộc phải ở nhà. Căn nhà quen thuộc đó, căn nhà mà mình đã tạo nên, đã mua, đã trang trí, bây giờ nó trở thành một nơi giam cầm. Nó cho chúng ta một cảm tưởng như là mình sống ở trong cảnh cá trộm chim lộc. Vì thật thì thưa quý vị, mặc dù trường hợp đó là một trường hợp của hàng triệu đang sống trong những vùng rất là nghiêm, với bạn đi trở về rất là đường khu điện không ghép trong đó, không điện thoại, không bình internet. Đấy mà chúng ta đặt ra ở tại đây là chúng ta làm sao để sống với chính mình qua những ngày giờ buồn chán như vậy. Ở trong Trung Quốc kinh có bài kinh gọi là người biết sống một mình. Sống một mình là nghệ thuật. Sống một mình cho chúng ta một cái kinh nghiệm ở trong cuộc đời, nhưng mà không phải cũng có thể hưởng thụ được cái sống một mình. Nếu sống một mình thứ nhất chúng ta phải quen sống với cái gì giản dị, giản dị đến nỗi mà chúng ta thường cảm thấy nhàm chán. Thứ gì hôm nay tôi giới thiệu với quý vị một bài viết của sư Toại Thanh. Bài viết nguyên tác có tên là Nghệ thuật hài cú. Hài cú hay là haiku là một thể thơ rất là đặc biệt của Nhật Bản. Và ở trong thi ca có lẽ dù ảnh lớn nhất từ cái quan niệm của thiền Zen mà chúng ta gọi là Nhật Bản. Lúc thiền Zen người ta giảng gì, ví dụ một bình hoa Ikebana được trưng bày giảng như có hồn ở trong một không gian rộng lớn bao vũ quanh, nếu đặt đúng chỗ rồi sắp xếp đúng nét thì hoa, một vài cánh hoa cũng đậm cái hồn của bình hoa và nét đẹp của căn phòng.
Hài cũng tương tự như vậy, là một thể thơ nói rằng cực kỳ giản dị ở mức độ mà chúng ta gọi là tối giản, rất là khác với bên miền Nam Á, bên này là Biển Đông. Nếu ở đất nước Nhật Bản có những cái câu thơ rất là ngắn, rất cô độc và đầy những ý tứ rất là ảo diệu, quý vị người Ấn Độ ngược lại, những cái bản thánh thi là những bản trường ca mà chúng đọc gần như, ví dụ như Phakhavita, Phakhavita là Chí Tôn ca, một tập ca bình ca ngợi vị thượng đế. Chúng ta mang từ những ý tưởng này sang ý tưởng khác. Như vậy thì cuộc sống của chúng ta làm thế nào có thể sống với cái giản dị, và cái nguồn lực cái giản dị nó là một kinh nghiệm dễ dàng, và chúng ta rất cần để chuẩn bị cho kinh nghiệm đấy. Chúng tôi đã nói trước là bài viết này có thể không liên quan gì đến đại dịch và đến pháp thoại hôm nay, nhưng mà chúng tôi muốn
Thiên hạ muôn đời vẫn là những trẻ ham chơi, quên mất dặm về. Blending my seed, but my the first sun of the year. It's a ngày xuân trồng một nhánh cây xuống giữa đầm lầy. Năm này có cái chống đi. Tôi có dịch sai chăng? Chẳng sao hết, cứ thích lối ngẫm nghĩ đó. Thế là đủ. Tôi đâu phải một nhà khoa học, đang đốt khoa học nào đâu. Chuyện đời vẫn cần đến những cách hiểu như thế để thấy ra vài khía cạnh chuyên biệt và rõ ràng thực tại luôn có nhiều ngõ vào. Tôi chỉ thấy ở bài thơ hài cú đó cái tâm sự của một ông lão giữa ngày xưa vẫn còn nhớ ra buổi về của đời mình và cũng là nhớ về một chuyến ta không ngày trở lại. Buổi đẹp trời nào cũng có một hoàng hốt chờ đợi ở cuối ngày. The smoke is now making the sky of the year. It's a một làn khói Tết nhẹ bay gửi năm sau một chút mây gọi là nghĩ mà chừng một chút khói ngày xuân có một sứ mạng lớn quá. Khi bay lên từ một bếp lò nhà quê hay đụng rơm ngoài nội chợt ngang nhiên sánh vai với một đám mây trời, dù chỉ là đám mây một ngày đang chờ hẹn. Không có gì trên đời này là tầm thường vô dụng hết, chỉ cần một định hướng, nói xa hơn, một tâm hồn thì gì cũng thể thăng qua. Thi dân lúc này trong nỗi niềm lãng đãng đã kịp tự nhận một trách nhiệm trong cuộc chơi phù sinh để đem cái nạ lãng mạn lòng mình chắp cánh cho một làn khói vô tri và trao nó một ý nghĩa tồn tại, dù chỉ là sự tồn tại của phù vân. New Year's present, the baby in the broad bosom holds out the tiny hands. It's a quà xuân mẹ có gì ngoài bàn tay chú nhóc tì ngoa ngoe. Bài thơ có ít nhất hai cách hiểu. Tôi chọn cách nghe nhưng sai. Qua giao thừa này tôi đã 37 tuổi. Tôi thật sự xa rời. Tôi thật sự xa quê rời mẹ 7 năm rồi. Và thật lạ, ngày tôi nhớ nhiều, ngày nhiều nhất thường không phải Vu Lan mà là những ngày Tết. Có lẽ tôi chưa từng có một kỷ niệm nào với mẹ vào dịp Vu Lan. Thằng con nào chẳng thế, còn mẹ thì cứ xem Vu Lan là của ai đó, chẳng dính dáng chi với mình. Người ta nói Thượng Đế không thể cùng lúc có mặt khắp đã tạo ra những bà mẹ, và món quà ngày tưởng thưởng cho các bà mẹ chính là những gì vẫn làm khổ họ. Đạo Phật vẫn nhắc đến một triết lý tương tự. Thứ làm khổ mình để có cái mà trầm luân. Trở lại thường, miệu đựng mọi thứ bằng niềm vui có con để khổ là lạc đề rồi. Tôi không muốn ai lưu lại này trường hợp tình mẹ. Tôi thường dị với những lời lẽ hiếu đệ sức mướt, ở đây chỉ muốn tô lại một góc nhỏ của bài thơ hài cuốn trên. Đến một ngày vui nhất trong năm, mẹ cũng chẳng
gì hơn nữa của một thứ là người ta thành Phật được cũng gần giống như vậy với tất cả chúng sinh. Mặt trần gian trong tim người lúc đó cứ như những quà tặng ngày xuân. Lạy Phật từ bi, con xin nguyện cầu cho mẹ ở cuối trời và tất cả bà mẹ trong đời có một mùa xuân vui. In my hands, a branch of plum blossoms smoke the peace of the new year, Siki. Nhánh mai cầm trên tay đã nói nghìn lời cung chúc tân xuân. Tôi chợt nhớ thơ chữ Hán anh đọc được đâu đó có nội dung theo tôi gần giống bài hài cũ trên này. Ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu. Một chiếc lá ngô đồng rụng xuống đủ để thiên hạ biết mùa thu sắp về. Ngày xuân ở Việt Nam có mai vàng, dù chỉ một nhánh nhỏ bên hiên cũng đủ khiến thiên hạ rộn ràng. Nhật Bản hẳn là cũng có những loài hoa báo xuân kiểu đó. Tôi chưa có dịp về Nhật và chữ plum trong bản tiếng Anh cứ khiến tôi ngại ngần. Dù tôi chỉ đang cảm thơ chứ không phải dịch thơ. Mà sao cũng được, chỉ cần nhìn một đóa hoa báo xuân trên tay người, ta sẽ thấy ra một ngày Tết vui. Cũng như cảm tình người, dù chỉ từ một bàn tay, ta sẽ tin được tính thiện vẫn tồn tại trong nhân gian. Nói kiểu mênh mang thơ mộng, không sợ ly kinh nhất tự, thì ở đâu có từ bi, ở đó là thiên đường. Ở đâu có tỉnh thức, ở đó hiền thánh. Nếu chỉ một cành hoa báo xuân đủ để biết Tết, sao người đời thì một tín hiệu thiên đường và màu áo hiền thánh nhân gian bớt đi những chuyện không đáng có. New Year's Day, what luck, what luck, a pale blue sky, it's a ngày xuân may quá không mưa, cho bầu trời Tết được vừa đủ xanh. Tôi tình cờ nhặt được chữ vừa đủ và bất chợt thấy ra dường như chủ ý của tác giả cũng xa gần bên đấy. Ngày xuân, ông không nhắc nhở bánh mứt, rượu thịt, hoa trái. Ông chỉ thăm tạ thiên nhiên đã bỗng nhiên hào phóng, dễ thương, không trái gió trở trời, để có thể chừa lại một chút trời xanh cho người trần vui Tết. Ông không dám mong nhiều hơn nữa. Người hành giả luôn thế. Hoàn cảnh nào cũng có thể thương nhượng, thỏa hiệp, dễ thương lượng và tự tại vô ngại. Ngài không cầu vạn sự như ý, chỉ mong được ý như vạn sự. Liệu còn nỗi vui xuân nào minh triết hơn thế nữa? Vui xuân tỉnh táo như thế, có lẽ không mùa nào trong năm có thể làm khó được thi nhân. New Year's Day, I do not hate those who tremble on the snow, yet you. Tết đến giữa mùa đông lạnh giá, dẫn sau đành người đạp tuyết tầm mai. Rõ ràng tôi đã cố hiểu bài thơ theo cách của mình. Một phần có lẽ do vướng vít với bốn chữ đạp tuyết tầm mai, bỏ đi thì tiếc quá. Thôi thì đã trót vui xuân, chuyện gì cũng nên đã. Trong chúng ta có ai từng là một người tình của tuyết trắng, yêu đến điên mê thứ vật chất xốp nhẹ trắng nõn như có như không kia, mà không phải ở chốn lạnh lẽo nào cũng có được. Tuyết đẹp một phần vì nó cũng là bọt bèo ngắn ngủi, nắng lên tuyết sẽ tan. Yêu được cái mong manh trong tiềm thức, yêu được cái mong manh trong niềm tỉnh thức cũng là một nghệ thuật. Vì yêu được tuyết, người ta phải yêu cả cái lạnh lùng thê thiết của nó, giống hệt bao thứ hệ lụy khác trên đời này vậy. Và ngay trong lúc ngắm nghía, chiêm ngưỡng người tình tuyết trắng của mình, nhà thơ đã nghe ra những bước chân tục tử đang giày xéo dẫm đạp lên cái trinh nguyên nõn nà của thảm tuyết đang trải rộng mênh mông kia. Ông thương tuyết và cũng muốn giận dỗi, bỗng nhớ ra
nỗi giá lạnh rắc từ người tình trái đất của mình thấm sâu vào những kẻ du sinh nọ. Họ cũng yêu cái đẹp mà ông đang yêu và phải trả giá, như ông đã yêu và cũng đang trả giá. Nếu đã đồng mệnh, sao lại không thể tương lai? Và một ngày đẹp như Tết là gì mà không có nỗi cho người? Khi mai này xuân rồi cũng qua, trước kia vẫn còn mùa. Mỗi đêm cô người tình ấy lại tìm, vì mỗi nàng luôn nằm sinh sẽ có lại thiệt gì thế thơ đẹp. The first day I remember a lonely thing. So xuân cứ nhớ một chiều buổi nào xa xôi, người vẫn bảo người đa tình thường dễ phụ tình. Kỳ thực họ đa tình có tính đa mang, gì cũng vơ vào rồi khổ suốt bình sinh. Cuộc đời là một chuyến đi, đường càng xa càng nên thu vén hành lý. Ta khó lòng xê dịch ngàn trùng khi quá nặng vai. Đôi lúc thiên hạ khổ, chỉ tự đặt ra cho mình quá nhiều nhu cầu. Gì cũng thế cần nên cứ thiết. Nỗi niềm đó nhiều lúc càng khi vô lý. Nỗi niềm đó nhiều lúc càng vô lý khi cái họ cưu mang chỉ còn là một xác khô của quá khứ. Một nhánh hoa đã trôi mất và còn đọng lại trong tâm tưởng, vừa đủ cho một niềm tưởng tiếc vô duyên. Bài ngày xuân đọc thơ hài cũ đến đây và tạm chấm dứt. Con thỉnh thường gọi Chắc Đặng trở lại dành một thời gian. Xin cảm ơn cô Lan Chủ. Kính thưa, vừa nghe bài viết của sư Thượng Khanh, ở trong đó những bài là một cái bản dịch tiếng Việt từ bản tiếng Nhật và tiếng Anh của The Collection of Haiku. Nhưng mà riêng về những phần văn xuôi hoàn toàn là sáng tác của sư Vậy Thật. Thưa vị, không biết là có dư thì giờ để thơ thẩn trong lúc này. Như chúng tôi đã trình bày từ đầu là thế giới hài cũ, và đặc là qua cái lời dịch của sư Toại Khánh và những suy tư đến rất là bất chợt nhưng mà rất đẹp ở trong những ngày đầu xuân, cho chúng ta một cái nhìn là trong cuộc đời này có những thứ tuy rất là giản dị, không phải là nghèo nàn. Nếu chúng ta luôn luôn nghĩ rằng cái gì giản dị và nghèo nàn thì tự mình lại làm khó cho chính mình, đặc biệt là ở trong thời gian cách ly. Bởi vì sao vậy? Thực ra thì cho dù bị cách ly, cho dù là có một nỗi sợ hãi bao trùm của bệnh dịch, nhưng mà thưa quý vị, chúng ta có rất nhiều điều mà không nên cảm thấy quá buồn bực. Bởi vì rõ ràng đó không phải là một trường hợp riêng lẻ của chúng ta. Ít nhất là trong một thành phố, ví dụ chúng ta ở Houston, một thành phố lớn của Hoa Kỳ, nếu cách ly thì bao nhiêu người cũng bị cách ly, chứ không phải riêng chính mình. Và bị cách ly không phải là vì mình là người tù có tội, mà mình cách ly là bởi vì chính quyền muốn ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch, và mọi người hợp tác để làm tốt được điều đó. Và thứ vì ở trong một cái nhìn khác thì
đó là một cơ hội tốt để chúng ta xin được tự đặt câu hỏi rằng sau bao nhiêu năm tháng mỏi mệt, nhất là ở trong sự bon chen của anh, nào là vật lộn với miếng cơm manh áo, nào là những thị phi của thế sự điên đảo, chúng ta bực bội, chúng ta buồn chán. Nhưng mà liệu rằng một khi chúng ta rời những thứ đó, sống với một không gian bao bọc bởi bốn bức tường, thì chúng ta có khả năng để sống an lạc và có khả năng để sống một mình hay không? Đức Phật và các đại đệ tử, những bậc cổ đức thời xưa đã từng, dĩ nhiên các ngài phải sống cô lập như mình nghĩ ra, nhưng mà đã rất nhiều năm tháng, Đức Phật và các đệ tử sống ở trong rừng, sống ở nơi thanh vắng, hoặc giả là buổi tối ngủ ở trong những hang đá hay là ở dưới cội cây. Thứ gì nếu không nghèo nặng không thể sống như vậy. Có đôi khi khi mà chúng tôi còn nhỏ vào chùa, có một lần có một anh Phật tử tôi Vũng Tàu nghe xin ra Vũng Tàu thuyết pháp ở nước Pháp và rất là hoan hỷ. Anh mới bạch với sư trưởng là con muốn xin phép cha mẹ vào trong trong thành để ở với cha. Con nghe xin thuyết pháp qua chư tăng đi xuống thì sư vị sư trưởng nhận lời. Anh vào Long Thành được một tuần bạch với sư trưởng. Anh thưa thật là trước khi anh là cư sĩ bên ngoài mà nghe sư vị chùa sư pháp thì mừng lắm, tại cuộc sống của gia đình lúc đó nó không có gì và lý thú, do nó mong được đến chùa lắm, do hình ảnh của sư mặc y chùa và nghe sư thuyết pháp thì tự nhiên nghĩ đó là một cảnh giới có bao nhiêu là những cái gì cao đẹp, bao nhiêu là cái gì hoan hỷ. Nhưng mà khi vào trong chùa ở 7 ngày rồi, đã nói rằng cuộc sống ở trong chùa đối với anh thực sự đơn điệu quá. Cái ăn cũng điệu, cái nói cũng đơn điệu, cái vui cười cũng đơn điệu. Và anh cảm thấy tất cả nó chỉ cộng lại bằng một sự cái gọi là buồn chán. Thứ gì chúng tôi nhớ cái thái độ của sư trưởng. Sư trưởng đi cười, sư trưởng nói rằng chẳng vào chùa tu để mà vui thì như vậy nghĩ cũng chưa lấy đâu, nhưng mà bảo rằng nghĩ vô chùa mà sống mà buồn á thì nghĩ vẫn chưa lấy được. Ở trong chùa không phải là để chỗ vui mà cũng phải chỗ buồn, mà nếu chúng ta có một cái mục đích gì đó mà thực sự xứng đáng thì mình thấy trong chùa nó có cơ hội để học để tu để thành tựu mục đích đó. Nhưng mà nếu con chùa chỉ đơn thuần là để tìm cái vui thì thật sự ở chùa mới là chỗ vui đó. Và sư trưởng cũng chia sẻ một cái kinh nghiệm là hồi sư trưởng mới ra xuất pháp, có đôi lúc người ta chỉ dành sư trưởng có 30 phút, 45 phút và yêu cầu sư trưởng thuyết một đề tài
Bồ Đề Đại như là thập vị nhân duyên, thậm chí người cõi và nghiệp. Từ lúc sư trưởng mới bắt đầu thuyết pháp á, thì sư trưởng cảm thấy không thể nào mà 12 nhân duyên mà trình bày trong một tiếng đồng hồ nó không đủ, mà không ai nghe có thể hiểu hết. Nhưng mà sau này thì nhân đọc một cuốn sách, ở trong người ta nói cái nghệ thuật là một người nói giỏi, viết giỏi, thì dù đề tài đó rộng đến đâu, đề tài đó có nhiều cái tiểu mục đến đâu, nhưng mà nếu khéo nói thì ở trong 10-15 phút cũng sẽ nói hết. Và sư trưởng nhận ra một điều, đúng như vậy, ông bà chúng ta nói là múa vụng dây đất hẹp. Và múa vụng dây đất hẹp là mình thấy sân khấu nhỏ, mình nói cái sân khấu đằng sau mà múa hay được. Nhưng nếu mình múa hay thì ở trong đất hẹp thì múa hay như thường. Chúng tôi đã nhìn thấy các em Phật tử múa lên ở chỗ, có đôi khi chánh điện nó rất là chậm, nhưng cái múa vẫn hay. Và nếu cái khéo múa thì khi mình nói múa vụng dây đất hẹp á, nó tương tự như cái ý nghĩa mà trong cuộc sống này chúng ta tự đặt cho mình một cái điều kiện là mình phải có thế này mình mới hạnh phúc, mình có thế kia mình mới làm việc, mình có thế loại mới sáng tạo. Một thi sĩ mà có tiếng của Việt Nam là thi sĩ Hoàng Cầm. Mỗi lần chúng tôi nghe ông nói ở trong một cái tập hồi ký, ông nói rằng chỉ cần một mảnh giấy, một cái bút chì và một chút thi hứng thì một bài thơ hay có thể được sáng tác. Chúng ta gọi đó là điều giản dị nhất. Nhưng mà nếu chúng ta ngồi để chúng ta nghĩ rằng muốn sáng tác thơ phải đi đến cái chỗ nào mà sơn thủy hữu tình, phải có nguồn, nhiều nguồn thi hứng, phải có trà dương tưởng hậu, phải có người thưởng thức, phải gây chúng ta nhiều cảm hứng, thì thứ bị thường á, mình đặt cho mình quá nhiều điều kiện thì chúng ta lại không phải là một người thực sự sống với cái chất thơ. Mà cái chất thơ đó nó đến từ một cái nguồn cảm xúc chân thành, quả chăng nó chỉ là sự vẽ vời. Ở trong A Di Đà mà thì có đề cập đến những cái thuộc tánh, và đặc biệt những cái thuộc tánh mà gọi là tịnh thảo, thuộc tánh tốt, thì có những cái chữ mà chúng tôi không có đầu sâu. Ở đây chúng ta chỉ nói về 6 chữ này, mình nghiệm trên cái ý nhất. 6 chữ đó: khinh, thức, chánh, tịnh là khinh, là khinh tâm, du là du thân, du tâm, thân thức tâm, thường là thường tâm, thường thân, là chánh thần chánh tâm. Thì 6 chữ này mới đọc ra thì chúng ta không thấy có gì hết, nhưng mà 6 chữ này nó là chứa đựng nhiều chìa khóa quan trọng của đời sống. Tịnh có nghĩa là yếu tố lắng động. Có một lần chúng tôi đọc một cái thí dụ của Hòa Thượng Nhất Hạnh, nó rất là thú vị để nói về chữ tịnh này. Và thường thấy là lấy giống như một cái ly táo, nó hoài thì nó lên hoài, và nếu để yên thì nó lắng động xuống. Cái thí dụ đó thì nó cơ bản gần với cuộc sống Tây Phương. Còn chúng tôi hồi còn nhỏ, thưa quý vị, ở trong chùa hay uống nước trong lu, có lẽ quý vị ở đây ít có bị nổ, có trường hợp đó. Phải ở miền Bắc, nước trong lu thì muốn với ao với ruộng lên và phải lóng phèn. Khi mình lóng phèn vào rồi đó thì cái chặn cái bùn nó lóng xuống, và mình bút phải bút cho khéo để bút phần nước trong, đừng để cho cái chặn đó nó bị vấy lên và chúng ta uống không được. Cái chữ tình đó ở mặt tờ đó, nó là sự yên. Cái yên mà chúng ta thì chịu được, chấp nhận xuống được thì nó cho chúng ta sự lắng động. Cái đó rất là quý báu. Người nào mà nếu có sống trong chùa, có tu tập thì hiểu chữ tịnh nó rất là quan trọng.
khinh là nhẹ nhàng. Chúng ta ít quý trọng cái sự nhẹ nhàng. Hồi nãy Diễu Nguyên có nói rằng một cái chuyện mà rất là trái cuộc sống đó là chúng ta yêu thương sự đau khổ. Nhưng mà thưa quý vị, một lúc nào đó chúng ta sẽ thấy được cái hạnh phúc, cái sự nhẹ nhàng. Chúng tôi có nghe một người bạn thân kể câu chuyện là lúc mới qua Mỹ, lần đầu tiên xin được cái thẻ tín dụng credit card, rất là thích, rất là mừng, và dẫn mọi người trong gia đình đi ra ăn bởi vì có cái thẻ tín dụng đó. Năm năm sau, người này nợ thẻ tín dụng trên 70 ngàn, và mới biết là thẻ tín dụng thời đó là trả tiền lời cao lắm. Và rồi đến một lần vị này lại làm được một cái công việc và bán đi một miếng đất. Miếng đất đã phải bỏ rồi, nhưng mà sau lúc đó tự nhiên nó sanh lời và đủ để trả tiền tất cả cái nợ credit card. Thì trả xong cái credit card đó rồi thì vị nói rằng nó hạnh phúc không có cái gì bằng. Không bao giờ như vậy. Hàng tháng mới thấy sợ quá. Tại vì mới cảm nhận được cái nhẹ nhàng của cái hạnh phúc, của cái gọi là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng giống như là mình đi đường mà phải xách theo vali, bỏ thì vương, thương thì vương thì tội á, thì mình xách theo ngoài nặng quá, có ai họ lấy xe chở gì cho mình, mình đi tay không, cái tay không có bây giờ tâm, thế hạnh phúc lắm. Thứ đó là khinh ta đi nhẹ nhàng, khinh thân khinh tâm, nhu là mềm mại hay là nhu nhuyễn. Thì mềm mại đó nó cho chúng ta cái khả năng được trân trung, ít có gây tổn thương cho cái sự cọ quẹt đụng chạm xung quanh. Nói thẳng ra là nếu chúng ta ngồi kiết già ở trên một cái phiến đá mà nó cứng, nó khác chúng ta ngồi trên cái tọa cụ về êm ái, thì cái chỉ nhu ở đây là cái gì đó mà chúng ta nói sự mềm mại, dễ gần, dễ tiếp xúc. Và đôi khi cái trạng thái đó nó thường rất gần, rất thoải mái với chúng ta, và chúng ta không để ý. Hãy thông báo thì ta
lỗi bội về cuộc đời trong, cuộc đời đục, cuộc đời sai. Để tỉnh để, à, cuộc sống mình phải thế này, cuộc sống phải thế. Chỉ thích đi đó, đó là cái gì rất là lợi lạc. Chúng ta ở đây quý vị, tu tập nó chỉ là một cuộc thú khoan, một cuộc thú khoan. Nếu chúng ta khéo lắm, Covid-19 vấn đề không phải thiếu ăn hay vấn đề không phải là, mà vấn đề là cái nội tâm của chúng ta có đủ chữ chánh. Nó có hai nghĩa, nhưng mà chữ chánh ở đây có nghĩa chính xác. Tôi vui như chánh hay là chính xác, nói đúng làm đúng, dạ đúng. Ví dụ như vậy, thì nó ngon, mình đem chặt thì nó không ngon. Đời sống con người mình, ngay lúc đó mình suy nghĩ đúng, thì Đức Phật gọi là Yonisomanasikara. Mà mình nghĩ sai là Ayonisomanasikara, là khéo tác ý hay không khéo tác ý. Thì như vậy, tám chữ tịnh, sáu chữ là tịnh, khinh, nhu, thích, thường, chánh. Mình nghe nó đơn giản nhưng mà thật ra nó rất là tốt nếu chúng ta có khả năng thích nghi. Một người mà có cái tính hay than phiền, không chịu thích nghi, không thuần phục tâm mình, không sức nhẹ nhàng, an lạc, thì lúc nào cũng than phiền được, thì cũng than phiền được. Và một người mà có khả năng thích nghi rồi, thì thưa quý vị, lúc nào cũng hoan hỷ. Chúng tôi có thể nhắc một bài thơ của Hà Tiểu Thập, bài thơ dài nhưng có bốn câu chúng tôi rất là thích, là ngày sẽ đẹp, ngày vui như tháng mới, đêm mưa bay, đêm dị bão vô cùng, ta hạnh phúc trong mọi vùng khí hậu, bởi người vui muôn vật phải vui chung. Khi mà cái tâm mình được an lạc, được vui rồi đó, thì dù trời nắng, trời mưa, dù ngày, dù đêm, chúng ta cũng an lạc được. Nhưng mà chúng ta phải có cái vốn lý sống, và chúng ta phải có một cái căn bản. Còn nếu không, thưa quý vị, trời nắng thì chúng ta nhớ tới trời mưa. Trời mưa chúng ta phải chi trời nắng. Ban ngày thì chúng ta lại mong muốn trời ban đêm cũng mong ban ngày. Thật ra chúng ta rất là khó chịu. Vì vậy, đối với Phật Pháp, ở trong khi mà chúng ta sống cách ly và đặc biệt phải sống một mình, thì điều quan trọng là cái nhìn của chúng ta. Những bản thơ mà chúng ta vừa đọc là haiku, và thật sự được dịch một cách rất là qua cái lời dịch của Sư Tuệ Thanh. Nó là gợi cho chúng ta một điều rằng có những thứ rất giản dị đến mức độ là tối giản dị đến mức độ mà không thể giản dị hơn nữa. Nhưng mà trong sự chiết xuất đó, chúng ta vẫn có tìm được những cái gì rất đẹp, rất đẹp quý vị. Ví dụ như là đôi khi chúng ta đọc một cái câu thơ bằng Anh ngữ, nếu mà chúng ta dịch
bình thường đó, thì có lẽ chúng ta không cảm ứng. Đọc với hiệu chút khéo thôi, cái đó là thì chúng ta sẽ để ý việc xuống trời đất giông một con ếch nhỏ à, thấy không? Nếu chúng ta một con ếch nhảy nó tạo ra sự dao động của mặt nước, nó đánh mất đi sự yên tĩnh. Chúng ta thấy như vậy, nó được như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, một cái giờ đó khi mình nói trăng xuân trời đất giao hòa, một con ếch nó cho chúng ta một sự dao động và những âm hưởng. Cái âm hưởng đó nó là một cái vibra chấn động toàn bộ cuộc sống. Điều rất là hay nếu chúng ta rồi chúng ta nghiệm được. Nên chi cũng như xin được nói là mình bất mãn thì mình muốn một dây rất hẹp, hay đôi khi cũng chừng đó rau, cũng chừng đó nước tương, chanh ớt, nếu chúng ta khéo làm thì chúng ta có một món rau luộc chấm nước tương cũng ngon. Nó quan trọng là do chúng ta, quan trọng cho chúng ta. Ông bà chúng ta thậm chí còn nói một câu rất là lạc quan là nước lã khuấy nên hồ. Ở trong cái cuộc sống rất là buồn chán, và nếu chúng ta khéo chúng ta cũng có thể tạo ra những điều có ý vị. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong bài ngày hôm nay. Và bây giờ thì thưa quý vị, thì giờ còn lại chúng ta bước qua phần học kinh, và chúng ta trở lại học kinh nó ra xuất tá kinh Châu Báu. Trước nhất thì xin được kính sư Minh Thông Hoàng Hỷ đọc cho 7 phân đoạn của kinh Châu Báu mà chúng ta đã học trong mấy ngày qua, và sau đó thì chúng ta sẽ qua phân đoạn số 8. Kính xin sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tu lĩnh sư phụ đọc 7 đoạn kinh đầu của bài kinh Ratana Sutta, kinh Châu Báu. Đọc 1. Ya ni da phu ta ni samma ga ta ni phum ma ni va ya ni va an ta li khe sa be va phu ta su ma na pa vang tu a tho biệt sa cát cha su năng tu pha si tăng tasma hi phu ta ni samme tha sap be me tang karo thama nu si ya pa cha ya di va cha to cha rang ti ye ba lin tasma hi ne ra kha tha ba ma ta yang kin ti vi tang i tha va hu rang va sak ge su va yang ra ta nang pa ni tang Na no samang ati tata gate na idam bibua te rata nang pani tang e te na sak che na suva thi ho tu kha yang vi ra gang amatang pani tang yada chaga sak yamuni samahito na te na tham me Na samati kiên chi idam bi tham me rata nang pani tang e te na sak Ye na va thi ho tu yang bua da se to parivan na yi su jin Samadhi ma nang tarikan nya ma hu samati te na thi samu na vi cha ti idam bi thang Idam bi tham me rata nang pa ni tang e te na sak che na su va thi ho tu Đoạn 5. Ye pu ga la at tha sa tang pa sa ta chak ta ri e ta ni yu ga ni hon ti Tak khi ne ya su ga ta sa sa va e te su di na ni ma ha pa la ni i dam bi sang khe ra ta nang pa ni tang e te na sak che na su va thi ho. Đoạn 6. Ye su ba yu ta ma na sa da he na ni ka mi no go tu ma sa sa nam hi te pa thi pa ta a ma tang vi ge ha la da mu tha de bu tiên phung cha ma na
idam bi sang khe ta nang pa ni tăng e te na sắc che na su ba thi hô tu. Đoạn 7. Ya thiên đa khi lô pa tha vin si tô si ya cha tu phi va te phi ya sam pa cam pi yo ta thu pa mang sa po ri sang va da mi yo a ri cha sắc cha ni a ve cha pa sa ti idam bi sang khe ra ta nang pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu. Kính thưa sư phụ, con nghe xong bảy đoạn đầu và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mic để giảng giải đoạn 8 cho chư Phật tử trong room. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mic. Thưa sư Minh Hoa, hỷ độc lương đoạn 8. Xin lỗi quý vị, hôm nay chúng ta học sang phương đoạn 9, hôm qua chúng ta học phương đoạn 8 rồi. Xin thỉnh sư Minh Hoa đọc luôn cho phương đoạn số 8. Dạ, con tuân lệnh sư phụ sẽ đoạn đọc thêm cái đoạn số 8. Đoạn 8. Ye arija sak cha ne bi pha va yang ti gam phi ra pan ye na su de si ta ni kin cha bi te hon ti phu sa ba ma ta na te pha vang a tha ma ma di yang ti idam bi sang khe ra ta nang pa ni tang e te na sak che na su va thi ho tu. Con xin phép sư phụ để anh thêm vài lời để chư Phật tử có thể đọc nhanh được. Mình khi mình đọc kinh kinh Pali này thì con mắt mình phải tin, thì sư phụ giảng dạy cũng hay là như là sư Viên Thông đọc đó, thì chi vị ra thí dụ đoạn 8 là ya ri cha sát cha, thì mình thấy là dê là trường âm, rồi chữ sát và chữ cha là trường âm, còn những cái chữ khác là đoạn âm. Ví là đoạn âm, rồi pha là trường, vá là đoạn âm, văn là trường. Cho nên mình đọc A-ri-cha sa-cha này ví pha và văn đó, thì nó như vậy. Thì khi mà một người đọc, rồi quý vị đọc con mắt đi đưa theo, mà khi mà con mắt đưa theo như vậy, rồi khi mình thực tập thì mình sẽ nhanh hơn. Vậy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là những lời mà con muốn nói. Xin cảm ơn sư phụ đã cho phép. Dạ, xin chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con xin trao mai lại cho sư phụ. Cha thú thiền sư Nguyên Thông. Thôi bây giờ chúng ta bước qua phần đoạn chính của bài học ngày hôm nay. Đầu tiên là Saha Vassan. Saha chữ Sa là ngắn, Ha dài, Vass là dài, Sa là ngắn. Saha Vassan ở trong tiếng Phạn á, đặc biệt tiếng Pali á, có cái phép gọi là nối chữ. Chúng tôi ít có thấy những ngôn ngữ nào khác như vậy, nhưng mà cái pháp tức ở trong tiếng Phạn gọi là san thí. San thí là pháp nối chữ, thì ở đây là ba chữ. Saha là với, giống như cho anh là with, Saha là với, Ha là một hư từ. Lý do hư từ là tại vì là chữ Ha nó là một nguyên âm, và chữ Asa là nguyên âm. Hai cái nguyên âm không thể biết gần với nhau, thành họ thêm chữ quá giữa. Saha Vassa. Dạ, Saha Vassa. Dạ. Dasana. Dạ, Dasana. Dạ, Dasana ở đây chắc là cái nhìn hay là tri kiến. Dạ. Sampadaya là thành tựu. Dạ, Dasana Sampadaya là thành tựu tri kiến. Taya Asu. Dạ, Taya Asu ở đây là ba. Dạ, Thamma là pháp. Chahita là đoạn diệt. Dạ, thì ta phá hoành tí là có, là chỉ động từ thú vi. Sá ha quá sá, chữ sá ngắn, ha dài, quá dài, ha, sá ngắn. Đá sá ná, chữ đá dài, sá ngắn, ná ngắn. Sâm ba đa giá, chữ sâm dài, bán ngắn, đa dài, giá ngắn. Sá ha quá sá, đá sá ná, sâm ba đa giá. Tayasu,
Dạ, chữ ta giác xuống, chữ ta ngắn, giác dài, xuống ngắn. Dhamma, Dhamma cả hai đều dài. Chà, Chahita là đoạn diệt, thì chữ chá ngắn, tí ngắn và ta dài. Phá quanh tí, phá ngắn, quanh dài, tí ngắn. Ta giác xuống Dhamma, Chahita, phá quanh tí. Sakka Yadithi, dạ, Sakka Yadithi. Chữ sắc dài, ca dài, giá ngắn, đít dài, thí ngắn, sắc ca giới thí. Sắc ca giới thí là thân kiến, tức là sắc thủ, là sắc là ta, có ta, trong ta có sắc thủ. Thọ tưởng hành thức cũng sắc thủ như vậy. Quý chi kích, chí tân chắc. Quý chí ngắn, kích dài. Và chí kích, chí ngắn, tân chắc. Tân là dài, chá là ngắn. Quý chi kích chí tân chá. Dạ, quý chi kích chí là phân vân. Chi lắp ba tăng. Dạ, chi lắp ba tăng. Chi lắp ba tăng là dưới cấm thủ. Nếu chấp cấm mà nó có lợi cho sự tu tập. Bây giờ chi cái niềm cứ cái kia, hay là mình làm những cái nghi thức, những nghi thức qua bí và đắc bí. Qua bí và dạ, bí. Chữ qua là dài. Dạ, qua dài. Chữ bí ngắn, nó chỉ là một cái mô thôi. Khi nào nói chúng ta sẽ nói về cái thể ra tha, thể thi kệ, rồi chúng ta không dịch. Gia đắc chi kinh chí, ở đây nó là kinh chí là bất cứ. Dạ, bất cứ. Gia đắc chi kinh chí. Cha tu hát, cha là ngắn, tu là dài, há là ngắn, cha tu hát. Ba dê hí. Dạ, ba dê hí. Cha tu hát ba dê hí, ở đây là bốn cái đoạn xứ, hay bốn những án đạo là địa ngục, ngạ quỷ, Atula và bàn sinh, tức là bốn cửa khổ. Trong quyết phần quyết tô, chữ chá là và, chữ chá ở đây cũng chỉ đệm trong thể thơ thôi. Quyết phần quyết tô tức là vượt khỏi, tức là vì chắc chắn là khi mà đoạn tận thân kiến hoài nghi vì giới cấm thủ rồi thì vị là vị thánh sơ quả, thì cái trí kiến vị đó khiến cho vị này không bao giờ mà rơi vào bốn cõi khổ. Và chắc chắn là không giờ rơi vào bốn cái khổ đó. Cha cha pitta na ni, cha cha pitta na ni, cha là ngắn, cha là ngắn, cha là dài. Pitta na ni, pit dài, tha dài, na dài, ni ngắn. Cha cha pitta na ni, là sáu cái trọng nghiệp. Dạ, sáu trọng nghiệp là giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, chính báo Phật chia rẽ tăng và bán tam bảo. Và cái chuyện nó không bao giờ xảy ra đối với tu tập hoàn hết. Apapo, apapo là chữ á cùng với papo là điều không thể làm được, điều hoàn toàn không thể làm được, không thể làm bốn đoạn xứ. Ca tung, ca tung là của ca tung. Ilam bi sankhe ratanang vani tang ete na sacce na su vati ho tu, là như vậy đức tăng này là châu báu tối thượng, do lời chân thật hay do chân ngôn này xin thành tựu điều cát tường hay là điều hạnh phúc. Chúng ta đọc 10 lần và sau đó thì chúng tôi để quý vị đọc, mỗi vị đọc 3 lần. สหวาสดาสนสัมปดายตยาสุธัมมังจหิตาภวันติสากายเดติวิจิกิจจิตัญจสีลัพพตังวาปิยดาติจินจิตยตุหัปปาหิจวิปปะมุตโตจตานิอาภาโปกาตุอิดัมปิสังเกรต tanang bani tang etena saje nasuwanti hontu sahawa sadasana sampadayam
Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin mời quý Phật tử và quý vị quan hỷ đọc tiếng Trích, mời cô Quỳnh. Và trước khi mời cô Diệp Quỳnh thì có nhận được tin là hôm nay bà huynh của cô Diệp Quỳnh vắng phần ở Việt Nam, thì xin thay mặt tất cả chư tăng và quý Phật tử, những người thường
tham dự ở trong rung Phật Pháp Bồ Tát Tham Ma. Xin nhất tâm để hồi hướng phước báo cho đoàn viên của cô được ở cảnh giới nào cũng thành tựu đầy đủ các phước phước vật, phước đức, phước trí, và cũng mong rằng sớm đạt thành quả vị giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Bây giờ xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho phần kinh Bali phân đoạn sư trích. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân nhiều. Dạ, Nhật Quỳnh cũng các Thanh Thủy nghe, Thanh Thủy báo chi cho sư biết để sư phải bận tâm lo nghĩ về Thanh Thủy. À, hồi nãy Lăng Dòng Nguyệt hỏi rồi, bây giờ tới sư nữa. Dạ, con thành kính tri ân sư rất là nhiều. Dạ, sư đã nghĩ đến gia đình của con và chia phước đến anh con, nhà người anh cả của con rất là tri ân sư. Nhà một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài và kính cảm ơn tất cả đạo tràng. Dạ, dạ bây giờ con xin phép được đọc đoạn chính ạ. Dạ, con xin sám hối. Saha wa sada sana sambada yataya su thamma chahita phawanti sadka yaditi vichikit chitan chase la patang wa viyada thikin chichatu va ha ba ye he cha vet ba mut to chachat hitana ni aboka tum idang visang khai ratanang mani ngay tay na sat chay na su wa ti ho tuk Saha wa sada sana sambada yaya yataya su thamma chahita phawanti sadka yaditthi chivikit chitan chase lap batang wa biet yadathi kinh chichattu bai hi cha viet ba mut to cha cha viet thana ni abab bo ka tum idang vi sang khe datanang mani itang ai tay na sat chay na su wa ho tuk Saha wa sada sana sambada yataya su thamma chahita phawanti sadka yaditthi chivikit chitan chase lap batang wa viyadathi kinh chichataya hi cha viet ba mut to cha cha viet thana ni bap bo ka tum idang bi sang khe ratanang mani itang hai te na sat che na su wa ti ho tuk. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài và được bình kính cảm đạo tràng gõ đời chia buồn với gia đình. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, Giáo Pháp, Chư Tăng. Con kính tri ân thượng tọa giác đẳng, thượng tọa minh hạnh, đại đức. Kính lễ quý bà quý cô tăng nữ, chào tất cả quý vị. Dạ, tự nhiên xin đọc phân đoạn số 9. Sam bát đạt giá ta giá su tham ma chay ta quan thi 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 chi 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 tăng chi thi la ba tăng ba bi ya na thi chi tu ha ba hi chu tam bồ tổ cha cha bi tha na ni a pháp bồ ca tùng y đẳng bi sam khe ra tăng năng văn ni tăng hệ tê na sa chi na su wa ti ho tu Saha wa sada sana sambada yata yasu thamma chaita phagwanti saka yate ti vichike chitang chise la ba tang Wa bi yata thi kinh chi chitu ha ba ye hi chuk vita mutto cha cha pithan na ni ak bo ka tung I dang bi sang khe ra tan nang ban ni tang e te na sa chen na su vat thi ho tu Saha
quả ca na sam bát đa giá ta giá su tham ma ca hi ta pha hoàn ti sa ca giá đế chi chi ke chi tăng chi sĩ ba tăng và bi yết đa thi tình chi cha tu hấp ba về hi cha vi bấm mút tu cha cha phi ta na ni áp hấp bồ ca tùng y đằng bi rằng khi ra tăng năng ban ni tăng để tề sai trên na su quá khi hồ tu sa hạ quả sa đa sa na sam bát đa giá ta giá su tham ma cha hi ta pha hoàn ti sa đế chi vi chi ke chi tăng chi sĩ ba tăng và bi yết đa thi kinh chi chất tu hấp ba về hi chư biết bấm mút tu chất cha phi tha na ni áp hấp bồ tùng y đầm bi sằng khe ra tăng năng văn di tăng e tê na sa chừng na su vát thi hồ tu. Dạ, tuy nhiên đã đọc xong và kính mời vị tiếp theo. Dạ, chúng tôi xin hỏi còn có vị nào không? À, nếu không có vị nào đọc nữa thì đại đức tính với trại chủ tính có bạn thứ máy bằng cầm biết được không? Nếu mà đại đức tính đang có bạn thứ máy cầm biết được, xin thỉnh đại đức tính chia sẻ một vài điều về cái tình trạng bệnh dịch ở nhà chùa của đại đức tính. Hình như đại đức tính không nghe được. Chứ tôi có hỏi quý Phật tử còn có vị nào còn có vị nào muốn lên đọc được không, thì quý vị có thể cho chúng tôi biết. Thưa quý vị, nếu không vị nào khác đọc nữa thì chúng tôi xin được chia sẻ một vài điều trước khi chúng ta kết thúc chương trình sinh hoạt ngày hôm nay. Cái đây khoảng vài ba tuần là thời gian mà phần lớn chúng ta để chuẩn bị thực phẩm, chuẩn bị thuốc men, chuẩn bị những cái dụng cụ an toàn khi mà bệnh dịch xảy ra và chuẩn bị cách ly. Thời gian này thì hầu như những thứ cần thiết chúng ta đã có rồi, và có những thứ khác chúng ta cần thì lại không có nhiều, ví dụ như là khẩu trang, nước rửa tay, vân vân. Thưa quý vị, trong giai đoạn này điều cần thiết cho tất cả chúng ta để làm đó là chúng ta giữ một cái ý thức thường xuyên, và cũng là cái dịp để chúng ta tu tập chánh niệm. Thật ra con siêu vi COVID-19 đã tìm cái sống trong ít 3 tiếng đồng hồ, nhưng mà khi nó bay vào trên quần áo của chúng ta hay trên mặt những cái mặt phẳng như là nền gạch hay là bàn ghế v.v. thì nó sống lâu, cũng có thể sống cho 3 ngày. Và một cái thói quen tương đối rất là tốt cho chúng ta là mình biết rõ mình đi đến nơi nào, và đến những nơi đó thì chúng ta trở về thì chịu khó để ý giày dép của chúng ta cũng như là quần áo mình mặc. Có lẽ một cách tốt nhất để chúng ta chưa sống ở vùng cách đi lại nhiều là chúng ta nên tập thói quen để quần áo và giày dép ở bên ngoài, ví dụ có chỗ nào mình thay được tạm thời những cái đồ khoác ở bên ngoài để giặt giũ bên nhà thì đây là làm cho người thân của mình. Và người ta nói rằng chỉ riêng cái việc mà cái tay không sờ lên mặt là thôi nhiều lắm, và đây cũng là cái cơ hội để chúng ta đó ấy là muốn nhìn cái tay chúng ta dùng cái cánh tay của chúng ta ở bên trong thay vì dùng bàn tay của mình. Mình nhớ rằng bàn tay chúng rất nhiều thứ như là hay là đụng khóa tay cầm thế này thế kia,
nếu chúng ta chưa có rửa và rửa kỹ nhất thì không nên chạm vào tay. Thế nên những chuyên gia y tế thì đều nói rằng rửa tay nó là một trong những việc quan trọng nhất. Và nếu trong trường hợp chúng ta không mua được hand sanitizer thì chúng ta có thể dùng alcohol mình pha với một loại vài loại gel, gel lotion giống như là aloe vera. Aloe vera là một loại gel của Canada. Thế giới như vậy là tại vì cái chất aloe vera gel đó, nó giúp cho cái tay của chúng ta không bị quá khô nếu chúng ta rửa bằng alcohol nhiều. Hai phần alcohol, và alcohol nó phải từ 90 độ trở lên, pha với một phần aloe vera gel cũng thể dùng làm rửa tay được. Đó là trường hợp mình đi ngoài đường. Còn nếu chúng ta ở nhà thì rửa xà bông, rửa thật kỹ bằng tay của mình. Chúng ta cứ xem đây là một dịp để chúng ta tu tập với chánh niệm. Và cho dù chúng ta bị lây nhiễm hay là chúng ta thoát qua khỏi đi nữa thì nó cũng là một kinh nghiệm rất quý báu. Có thể rằng chúng ta không có cái thời gian nào khác ở trong cuộc đời mà mình phải cẩn thận đến mức độ như vậy cho sự tu tập. Nhưng mà mai kia mốt đỏ khi mình dịch qua rồi thì quý vị, tất cả chúng ta đều có một cái ý thức mới về cái sự lây lan của các loài vi trùng. Thực sự rất nhiều cái bệnh như vi trùng, như cảm cúm và những thứ khác nó lây qua bàn tay khi mà chúng ta đụng chạm vào những thứ mà hàng trăm hàng ngàn người đụng chạm. Ví dụ mình đẩy cửa ở nhà vọng, cái nhà hàng chẳng hạn, ở đó rất nhiều. Nên chúng ta phải nắm được cái thói quen. Thói quen là phải đối xử như thế nào với bàn tay của mình, đối xử thế nào với khuôn mặt của mình, và làm thế nào giữ được sự an toàn cho những người thân của mình. Nếu chúng ta biết thương bản thân và thương những người xung quanh, nó không phải là một vấn đề khó khăn. Giống như mình lái xe, không phải mình cẩn thận đó là sự khó khăn, mà cẩn thận để chúng ta không bị vướng vấp phải những sai lầm. Và những sai lầm ở đôi khi đó vấp phải chúng ta không có thể thay đổi được về sau này. Xin được kết thúc chi lịch sinh hoạt hôm nay của Phật Pháp Bồ Tát Đà Ma, đặc biệt chương trình tu học ở trong thời đại dịch COVID-19. Đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình thời dịch. Con xin hồi hướng phước lành là khắp cùng pháp giới chúng sanh, rồi nhường mẹ cha thầy tổ ân nhân hiền tiền quá ban tròn phần phước duyên, cầu xin pháp chư thiên pháp bao truyền gần xa, cầu cho pháp luân thường chuyển nhà nhà an cương, chúng sanh ba cõi sao đường cho nhờ thần phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành vốn quả vị nhân thờ. Sapang sumangkalang kakhan tu sapa devata sapa bhuta lupa vena soti on tu nirontarang ho tu sapang sumangkalang kakhan tu
sapparivata sapadhamma rupavena soti hondu nirondaram modu sapparasumangam rakhandu sapparivata sapasangam rupavena soti hondu nirondaram Thank you.